Đây là Samsung M2 Pro phiên bản mới nhất năm 2025, mình đang giao cho một chị khách ở dưới Hưng Yên. Và chị đã sử dụng một chiếc Samsung Winner nhà mình rồi nha anh em nhé. Đối với các khách nào mà đã mua chiếc thứ hai của nhà máy Samsung, chúng ta sẽ được áp dụng gói giảm 1 triệu so với những cái xe bình thường nha anh em nhé. Nghĩa là chiếc xe thứ hai này chúng ta sẽ được giảm đi 1 triệu so với giá niêm yết trên thị trường. Đó là cái ưu tiên đến từ đặc quyền nhà máy Samsung. Đấy. Bây giờ mình sẽ hạ xe xuống cho mọi người đây. Đấy. Đây là chiếc M2 Pro thế hệ mới nhất năm 2025 luôn. Đấy. Với nội thất ghế này được bọc màu này, theo màu nhá. Màu này là màu nâu hơi ánh khói này, anh em thấy không? Có logo dập lồi của nhà máy Samsung. Đấy, rất sắc nét và đẹp. Đấy. Đây, chị là đi hai chiếc của Samsung rồi. Đấy. Rồi. Con này động cơ sẽ khỏe gấp 2 con kia chị ạ, động cơ 1200. Đấy. Đây là M2 Pro. Trắng phiên bản nội thất đỏ. Đấy. Anh lên đi cùng chị đi. Anh em có thể thấy không? Chị đang sở hữu một chiếc Samsung Pro phiên bản đắt nhất của nhà máy Samsung này. Đấy, đi rất là lâu rồi. Cái chiếc xe này khả năng phải đi đến 2 năm rồi đấy. Đây là, để mình xem date cho nhá. Đấy. Đấy. Rồi. Đấy, phần tem sắt đàng hoàng. Xe cộ, anh em nhìn da ghế ấy. Cái da ghế này mới bị sứt sứt một tí thôi nhá. Đấy, chị đã đi được gần 2 năm nay rồi. Đấy, mà xe không hề một vấn đề gì, anh em hiểu không? Đấy, rồi, ngay bây giờ chị lên thử dốc đi. Bật hẳn số 3 để lên dốc chị ạ. Lên thẳng vào, không lên chưa lên quen. Đấy, đấy. Kết nối được cả điện thoại cho dòng M2 Pro ấy nhá. Đó. Đèn LED xi nhan này. Rồi, đèn 4 bi. Chị cứ lên đi. Đấy, rồi. Chị là đi quen xe ba bánh rồi. Rồi. Anh em nhìn thấy cụm đèn đằng sau không? Nhìn khá là đẹp nhá. Con này ngon hơn mà. Thì hôm qua chị hỏi em là cái con 29.900.000. Với con này, Samsung thì có rất là nhiều loại. Thế nên là mình khuyên mọi người là lên mua quả đắt nhất của em Samsung đi, thì là sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đấy. Vỏ ốp nhựa sẽ giả carbon này. Ba đứa trẻ con ngồi đây à chị? Thoải mái mà. Đây hai người lớn ngồi được à? Chiếc xe này sẽ có một bộ lót trần để cách nhiệt vào mùa đông và mùa hè nhá. Đấy. Chị mở màn hình lên. Đây em hướng dẫn nhá. Đây sẽ đèn xi nhan này. Đây sẽ là vạch pin tụt. Xi nhan nó không kêu đúng không ạ? Xi nhan kêu nhỏ rồi. Ừ, thế mà to như con kia. Dạ. Xi nhan này chị này. Đây là nó cũng biết dấu hiệu đây là gì. Trái phải. Đấy, trái phải. Vạch pin là sẽ tụt từ đây xuống. Vạch đỏ này là sẽ hết. Thế đang hết pin đúng không? Chưa, đang đầy mà, đang màu xanh mà. Thế sao là vạch đỏ này hết? À đây là màu xanh đây. Màu xanh tụt từ xuống. Đấy. Đây nó đang đây, vạch đúng đây đúng không? Đây màn hình xịn của nhà máy Samsung vẫn giống xe kia, sẽ có logo. Chỗ này là số km đá chạy. Đấy. 72V là của chị 6 bình nhá. Đấy. Đấy, xe chạy 3 km này. Chị thấy không? Đấy là thời gian test xe ở trong hãng. Là xe hoàn toàn mới nhá. Ở chỗ này sẽ có rắc cắm sạc điện thoại. Và khe xe này còn kết nối được cả điện thoại. Ở đây sẽ là công tắc gạt mưa nhá chị nhá. Đấy. Đúng rồi, gạt mưa bằng điện luôn. Nhưng mà trời mà không mưa thì tốt nhất là đừng lên gạt. Đấy. Đây là hệ thống đèn 4 bi LED này. Em thể nhìn thấy đèn Samsung không? Logo ký hiệu nhà máy Samsung dập lồi này. Đấy, rồi. Bánh 300-10 nhá. Lốp và lốp không xăm. Hả? Đúng rồi. Không trôi phanh nữa. Đấy, bây giờ đang hướng dẫn chị mở gương ra chạy. Đấy. Xe này thì còn có thể có một giỏ hàng ở phía đằng sau như thế này nữa. Đấy, rồi. Đèn xi nhan ở hai bên. Tất cả những dòng xe Samsung nếu mà hỏng hay là anh em cần thay thế phụ kiện gì có thể liên hệ với mình để mình cung cấp đồ, nó sẽ tốt hơn là cái việc chúng ta thay thế ở phía bên ngoài.
Chiếc xe này được sử dụng động cơ xịn. Đây, anh em nhìn thấy cuộn cầu đó chưa? Xịn chưa? Đấy, có cả cầu nhanh cầu chậm để cho chúng ta đi nhá. Động cơ điện lên đến 1.200, công suất cực đại 2.400 này. Đấy, đèn xi nhan bằng LED. Cái ghế này thì cũng có một số người ưng và một số người sẽ không ưng cái màu này lắm vì sợ nó bẩn, nhưng mà cái da của nhà máy San Tông này thì mọi người sẽ có chất liệu tẩy được nhá. Nếu mà bẩn ấy, nó sẽ hơi màu lâu và chuyển sang màu xám khói tí ấy. Đấy, anh em có thể nhìn thấy trên đây. Đấy. Ở đây, chị ơi, ở đây nó còn cái nhá. Khi mà chở hàng ấy hoặc là chở nhiều người quá mà nó lặn không lên được dốc ấy thì chị ấn nó xuống. Là nó sẽ khỏe hơn. Nó sẽ khỏe gần như là gấp 3 lần so với sức mạnh bình thường để nó kéo mình lên dốc. Nhưng khi mà lên dốc xong rồi nhá thì phải gạt nó lên nhá. Đỡ tốn điện. Đỡ tốn điện, đúng không? Đấy, đó là cầu nhanh cầu chậm của nhà máy San Tông. À, có cái thùng này em xem là mở. Dạ, đây. Đây sẽ là rèm của xe. Chị có cần lắp rèm tí em lắp rèm luôn cho chị. Lắp cho nó dễ hơn cho em lắp được. Đúng tầm không? Mùa này em không chuyên lắp. Chứ tầm mùa này mà lắp. Đây. Đây sẽ là giấy tờ bảo hành của nhà máy San Tông chị nhá. Vâng. Đấy. Chị mua 2 chiếc rồi thì chị không lạ gì sổ bảo hành xịn nhà máy San Tông nó sẽ như thế nào. Cái thùng này khi mà lật ra ấy, nếu mà chở hàng ở phía đằng sau này thoải mái, nhưng ở phía đằng trên này chị chở ít đi thôi nhá, vì nó không có điện tựa ấy, nó chỉ là mở ra thôi. Đấy. Đó. Đây. M2 Pro. Kết nối điện thoại đi. Đây. Chị có cầm điện thoại của chị đấy không? Em kết nối điện thoại chị ạ. Ở đây thì sẽ có số tiến, số lùi 1, 2, 3 nhanh chậm, nút B khóa an toàn nhá. Quan trọng nhất là xe của San Tông sẽ có nút B khóa an toàn trẻ con này. Đấy, hai tay gài phanh ở hai bên. Rồi. Đấy, có phanh tay, có phanh chân đồng hoàng. Khóa đâu nhỉ? Mở cái khóa lên để kết nối cái điện thoại coi. Rồi. Em phải tắt cái của em đi, ra kết nối của em đi. Này. Đấy, K051 đấy chị. Dạ. Đây, chiếc xe này có thể kết nối được với điện thoại. Được rồi đấy ạ. Kết nối, đã kết nối rồi, chị bật nhạc lên là được ạ. Đấy. Rồi. Đấy, một chiếc xe to bản và đẹp như thế này thì theo anh em nó có hợp lý không? Chiếc xe được sử dụng 6 bình ắc quy 30Ah nhá. Hoặc là chúng ta sẽ có gói option 5 bình ắc quy 41Ah hoặc 6 bình ắc quy 41Ah. Chị bật cái điện thoại chị to lên ạ. Đấy ạ. Rồi. Đấy. Kết nối điện thoại vô tư. To to nhỏ là nó sẽ giảm trên điện thoại chị luôn nhá. Đúng không? Đấy. Rồi. Giờ thì khả năng phải ạ. Đấy, hai chiếc San Tông.